6 giờ anh tới trước em. Quỳ Hương. Được rồi. Quỳ Hương, được chứ vậy? Tới liền. Nè, là chị hả? Có gì lạ đâu. Mất công tới ngày anh gọi điện thoại tới làm phiền tôi. Anh rất muốn biết Mỹ Quỳnh ở đâu chứ vậy? Cái gì đây? Bây giờ tôi chịu chơi, tới cho anh biết đi nè. Chị cho tôi biết hả? Tôi là gái còn trinh đó nghe. Đừng đụng tới tôi. Xin lỗi nha. Chị nói đi. Bữa nay là ngày tốt của Mỹ Quân. Tôi là chị của nó, tôi cũng chia vui với nó. Cô lấy chồng? Vì để che mắt thiên hạ, nó đã đổi tên là bà Y Quý. Hôm nay là ngày đấu võ kén chồng của nó. Nè, đây là địa chỉ. Anh có giỏi thì giành giật trong đám đông đi. Không đâu, cô không lấy người khác đâu, chỉ gạt tôi. Sao tôi lại gạt anh? Anh không tin tôi chứ gì? Vậy hôm nay tôi sẽ ở lại đây uống trà ăn bánh bao. Tôi cho anh biết nha, anh hết đường lựa chọn rồi anh Tần à. Tin cũng được, không tin cũng được. Dù sao anh cũng phải đi coi. Hướng chi đây là sự thật. Lần này còn không chơi anh chụp đã hay sao? Anh Tần đâu? Đi lấy vợ rồi, không có rảnh ăn cơm với cô đâu. Chị nói gì? Ây da, muốn đánh tôi à? Ây da, như vậy thì tốt rồi. Em gái của tôi từ nay không cần phải tiền nữa. Tôi không tin đâu. Cô tin cũng được, không tin cũng được. Không tới phiên cô quyết định đâu. Xem kìa, mấy nàng cung nữ nó đẹp không? Đương nhiên. Cung nữ mà đẹp như vậy, chắc là phu nhân đẹp lắm đó. Ông có biết là đêm nay tất cả những người đấu võ kén vợ đều là 40 tuổi không? Cái gì? Tại vì cái tướng tôi hơi già thôi. Năm nay tôi mới 28 tuổi thôi, làm gì tôi? Ê, hey, nói chuyện với ông hất đồ thái độ như vậy à? Ủi ra ngoài. Đi ra. Thưa bà, cuộc đấu võ còn chưa bắt đầu. Ông hất đồ đã đánh 20 mấy người rồi. Ông ta coi cũng được lắm, rất xứng với phu nhân. Làm ơn xuất trình thiệp mời. Xin lỗi nha, tôi không có thiệp mời. Không có thiệp mời thì không được vô. Tôi không phải là không có thiệp mời, chẳng qua là quên em theo. Túm lại không có thiệp mời thì không được vào. Chà, có nhiều người tới đây tham gia cuộc đấu võ kén vợ quá ha. Đương nhiên rồi. Nếu mà cưới được phu nhân thì giống như là cứu được qua đà tái thế vậy. Anh cũng biết bao yêu thuật cao minh mà. Nếu mà cưới được thì có thể được uống nước thiên trì trong cung yêu quý, sống lâu trăm tuổi đó. Có kìa. Nhiều cao tín dụng như vậy cũng coi là nhân vật quan trọng chứ gì. Tôi không muốn nói nhiều với ông nữa. Tóm lại cho ông biết, không có thiệp mời thì không được vào. Tốt, có nguyên tắc. Tôi vậy nha. Ủi. Nè, tôi quen với phu nhân yêu quý lắm đó nha. Em quên, ở lại anh Tần đi. Thưa bà. Ôi, coi chừng nha. Ôi, coi chừng đó. Anh còn tới đây lộn xộn nữa, coi chừng nó mất mắt của anh bây giờ. Không phải đâu, tôi quen thân với phu nhân yêu quý lắm. Chúng tôi cho thân từ nhỏ mà. Coi tướng ông đã biết còn nói láo rồi. Nói láo cái gì, phu nhân yêu quý có phải là Giao Mỹ Quân hay không? Phải không? Tên của phu nhân chúng tôi không thể cho người ta biết đâu. Thưa Hương. Dạ. Cuộc thi đua sắp bắt đầu rồi. Cô coi chừng ở đây nha, nếu như ai còn đến phá đám, giết ngay tại chỗ. Cô biết chưa? Rõ chưa? Ê, đi ra ngoài. Đi. Phu nhân tới.
tại hạ Hắc Đô đã nghe danh phu nhân lâu lắm rồi. Phu nhân mạnh giỏi, để bày tỏ thành ý của tại hạ, tôi tình nguyện là người đầu tiên thử thách. Ai đấu trước đi? Thưa phu nhân, ông Hắc Đô này là người xuất sắc nhất trong tất cả mọi người có mặt trong đêm nay. Được rồi, tôi biết lo liệu mà. Một, hai, ba, biến mất. Mất tiêu rồi. Cô Hòa lại ngồi lắm cơ. Vậy vô được chưa? Không được. Cô có biết hay không, tình trạng của cô bây giờ nguy hiểm ghê lắm. Hồi nãy giờ tại vì tôi thấy anh là khách cho nên nể tình anh. Bây giờ bà đã ra lệnh rồi, tôi không nể anh nữa đâu. Vậy có nghĩa là sao? Không tin thì vô thử coi. Anh đừng có coi thường đàn bà trong cung yêu quý của chúng tôi nha. Chúng tôi đều do phu nhân yêu quý lựa chọn từ trong hàng ngàn người ra đó. Rượu mừng không uống, uống rượu phạt. Ông Hắc Đô đã tỏ ra hơn ai hết. Còn ai muốn lên thi đấu với ông nữa hay không? Ôi dơ, cũng may là vô kịp thôi. Phu nhân, tôi đã hạ hết tất cả những người bất lực ở trong này rồi. Theo luật lệ thi đấu, kẻ nào thắng tất cả thì được kết làm vợ chồng với phu nhân. Không được, không được đâu. Sao không vậy? Được. Tôi cũng vì tốt cho ông thôi. Vì tốt cho tôi? Thì đương nhiên rồi, đi mua hàng cũng phải xem hàng mẫu chứ. Tướng mạo của phu nhân ra sao còn chưa rõ, đã sống chết với nhau rồi tội gì. Ở đây anh nói bậy bạ hả? Người lai. Không. Được. Nếu là như vậy thì tôi không ngại thú thật nha. Phu nhân yêu quý đã sống chung với tôi sống bao lâu? Nói gì đây? Bây giờ tôi đã có hai đứa con gái, hôn nữ gần đây là có màng, lâu dài tới 24 tháng. Anh nói bậy. Thấy đau như thấy người. Mỹ quân quả nhiên là em. Tụi em đã sử dụng phi đao khác nhau, nhưng mà cái mùi này suốt đời anh không bao giờ quên được. Tại vì cái mùi này quá đậm. Cây đao này tôi dùng để cắt da chân, anh có thấy đậm hay không vậy hả? Gì? Em Quân có thể cười, bà già đừng có cười nha. Ê, đừng nói bậy nữa nha, biết tôi lại không? Ông đã tới đây rồi, dĩ nhiên là tình địch của tôi, không lẽ là tình nhân của tôi sao? Mỹ Quân lúc nào cũng theo tôi mà. Bọn không thấy cặp mắt của cô chứa đầy tình yêu đang ngó tôi hay sao? Bắt nó lại. Lại nữa. Giỏi thật. Làm bồ bị tôi đâm thôi. Chiêu này gọi là đánh bất ngờ. Quý vị, dở hay không vậy? Em Quân à, em có biết là trong suốt năm nay anh kiếm em rất là cực khổ hay không? Thật là anh có làm lỗi gì mà em không chịu gặp anh? Anh biết, anh biết cái chết của anh Thôn đã kích thích em dữ lắm. Nhưng mà em cần gì phải đấu võ kén chồng hàng thấp như vậy? Nếu rủi thằng hải tặc này thắng em rồi, em phải theo hắn ra tàu say sóng đó. Tôi nghĩ là anh đã lầm rồi. Tôi không phải là em Quân mà anh đang nói đâu. Nếu mà muốn tin em, trừ phi em lấy cái khăn xuống cho anh xem. Nếu anh muốn tôi lấy cái khăn xuống cho anh xem thì trừ phi anh đánh gục tất cả mọi người trong này, vì đây là luật trong cung yêu quý. Phu nhân, những gì tôi đã quyết định thì không bao giờ thay đổi. Anh đã vô trong điện này rồi thì tôi phải dành cho anh một cơ hội này chứ. Được. Nếu mà em quyết định như vậy, chắc chắn là em có nguyên nhân. Ông muốn cưới em Quân hả? Ông mà dám cưới em Quân, tôi sẽ cạo hết râu của ông. Chỉ vô mặt hả? Sao đứng mà đi à? Hey!
Tôi đã nói với ông rồi, nếu mà ông muốn cưới ông Quân thì tôi sẽ cạo hết sầu của ông mà. Trở về quê của ông làm hoàng tử của ông đi. Ơ, hey. Ừ, lấy hết sầu của ông vậy đi. Hả? Trên đời này tại sao lại có thứ đàn ông si tình như vậy? Nè quý vị, tôi đã dắt giả hại được hát đồ, tôi nghĩ là quý vị đối với vụ cưới gã này không còn. Dừng đi nè. Mặt của tôi ra, anh có biết hậu quả như thế nào hay không? Tại cưới em, chị hai của em đã nói rõ với anh rồi. Thật là không ngờ, trong giây phút này, anh vẫn còn lãng mạn như vậy. Không gặp em một năm, không ngờ em đẹp hơn trước nhiều. Anh tự hỏi không có xứng với em đâu, xin phép nha. Khoan đã, anh đã lộ khăn mặt ra rồi thì coi như là chưa có coi qua. Cô đừng có ép buộc người ta. Anh không gánh vác trách nhiệm của anh, tôi không miễn cưỡng gì hết. Tại vì phu nhân yêu quý không bao giờ xin xỏ ai. Tại sao cô phải làm vậy? Tôi thật tin tưởng cô là người yêu của tôi. Nếu mà cô muốn tự tử thì giết tôi trước đi. Anh đi đi. Nói láo không? Tôi lấy hết thẻ của ông để khỏi mày này lừa gạt người ta nữa. Tối nay anh có chút chuyện nên tới trễ. Xin lỗi nha. Anh Tận. Khoan đã. Đừng khóc. Sinh nhật vui vẻ. Tuy ảnh chỉ mới hôn lên mặt của tôi, nhưng mà tôi đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Hiện giờ tôi mới có 16 tuổi, mai này tôi sẽ cao hơn. Tới chừng đó anh không phải hôn lên trán của tôi nữa, mà là hôn ngay môi của tôi. Tối hôm qua anh nằm mơ. Em có muốn nghe hay không? Anh kể đi. Anh mơ thấy không bao lâu em cũng sẽ tới. Anh mơ thấy không bao lâu em cũng sẽ tới tìm anh. Em có chịu dù với anh hay không? Nằm mơ thôi, đâu có phải là sự thật. Hiện giờ em đang ôm anh mới là sự thật đây nè. Mỗi năm tới thời gian này, tôi nhớ mẹ Quân sẽ tới nhà chúng tôi giúp chúng tôi trồng hoa. Bởi vì cô biết anh Thôn thích nhất là loài hoa lạ. Đưa cái chậu cho anh. Thiệt là thơm quá. Anh có biết không, anh hai của em thích nhất là loài hoa này đó. Mỗi năm mùa hè anh tới Macau thăm em, anh đều mang cho em một chậu đó. Thật ra tôi cũng thích qua lại vậy lắm. Nhưng mà không biết tại sao mỗi người thấy qua lại đều nhớ tới anh Thôn và không bao giờ nghĩ tới tôi. Ê, anh coi bên kia kìa, có trồng rất là nhiều qua lại. Anh coi có đẹp hay không?
À, Hiển Linh rồi. Cắt tên kìa. Đừng có chạy nha. Anh đừng cho anh biết bọn con bây giờ ở đâu. Anh tự lật sổ điện thoại tìm đi hả? Đứng lại đi. Anh đừng có chạy nha. Đứng lại. Đứng lại đi. Con chạy hả? Cắt tên kìa. Trời, chị biết tay nè. Đi chơi. Đi chơi. Làm nhẹ thở. Hãy mau nói cho tôi biết Mỹ Quân bây giờ ở đâu. Nếu mà chị không nói hả, tôi sẽ luộc cha chị nè, làm thịt chị nè. Làm nhẹ thở. Chết tôi rồi. Là chị đây, lại uống sai nữa rồi kìa. Em làm ơn lập phước về thăm ảnh đi. Tỉnh rồi hả? Hết cần rồi chứ gì? Tôi về nha. Cảm ơn nhiều. Quay đường, đi không giả tưởng là cách tôi bị quên. Anh hy vọng anh đừng có trách anh. Và rốt cuộc anh đã tìm được vị trí của Mỹ Quân. Anh phải đi tìm cô. Nhờ địa chỉ đó. Cho nên không có tiền dẫn em đi theo. Anh biết em là một cô gái rất là kiên cường. Em mà biết vì chăm sóc lấy, anh chắc chắn sẽ trở về bảo trợ. Alo, là chị đây. Mình đã thành công rồi. Anh Tổng đã lên máy bay. Bay lên New York. Cho dù bây giờ Ngân Hồ có đi tới cũng không cách nào tìm được anh Tổng đâu. Alo. 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 Cha đây. Ngân Hồ. Cảm ơn cú điện thoại của cô. Bây giờ tôi biết cô ở đâu rồi. Cô mụ chặn ngăn. Bà đã từng tiết lộ vị trí của tôi. Bà có biết là nguy hiểm lắm không? Cái gì mà nguy hiểm? Cho bà biết mùi lựu đạn mới của tôi. Cha bị thương nặng lắm nha. À, muốn chưa đi sao? À, Khắc Tình kìa. Tôi xin chị. Tôi đã nói là Khắc Tình của tôi mà. Đừng bước tới nhau. Mỹ Quân thì là báo hại quá. Nghĩ ra bà cái gì đâu không à. Quỷ thứ như anh là sao mà mất mưu được chứ. Đừng bước tới nhau. Rượu mời không uống rượu phạt. Hãy mau nói cho tôi biết Mỹ Quân ở đâu. Mau lên mau lên. Ê đừng, anh đừng bước tới nhau. Tôi chỉ ra đây đi. Hãy mau nói cho tôi biết Mỹ Quân bây giờ ở đâu. Chị nói đi. Nói đi nói đi. Nói. Nè nói xong rồi thì lập tức biến ngay nha. Nghe rõ chưa? Không có rõ lắm.
Đúng là cái thằng quỷ sứ ra cứu tôi cũng không kêu giùm cho tôi. Tôi thì là khổ quá. Alo, anh Tần đó hả? Anh ở đâu vậy? Em nghe cho kỹ, Ngân Hồ đã trở về. Một mình em ở trong nhà nguy hiểm ghê lắm. Lập tức qua bên Mỹ Quân đi, anh trở về ngay. Ơ, Mỹ Quân cổ đâu vậy? Ở bên kia. Có phải là cái nhà mà trồng rất nhiều hoa lại hay không? Biểu anh qua bển. Tại sao anh không gọi điện thoại qua bển? Em đừng hỏi nhiều có được không vậy? Đường dây bên kia bị bận. Em hãy lập tức qua bển báo tin giùm cho anh đi. Mau lên. Điện ở kia sẽ nhanh hơn. Mỹ Quân đâu? Đòi lại cặp mắt của tôi. Kim phục truy tập. Thank you.
Em Quân, có sao không vậy? Không sao chứ hả? Ê, Mỹ Quân. Tránh cái gì là cái súng đó. Mỹ Quân à, sao thân hình của nó bốc khói vậy? Anh Tần, cẩn thận nha. Đừng cho nó xuyên qua thân thể của anh. Yên tâm đi, anh đã điều khiển được nó rồi. À không phải, nó đã điều khiển anh. Anh thích quỳ hả? Thì tôi sẽ cho anh quỳ. Anh coi nè, tôi sẽ cho anh gãy xương sống. Ôi, xin đừng ơi, trong mặt quá, trong mặt quá, đừng có quay nữa, quay, đừng có quay, đừng có quay nữa. Xuyên phát. Quỳ hương ơi. Chạy đi. Nó đã đúng hai lần siêu phá của ta rồi. Chỉ còn lại 24 tiếng đồng hồ thôi. Qua khỏi 24 tiếng đồng hồ, nó sẽ mất hết lý trí. Suốt đời sẽ làm nô lệ của ta. Chờ Mỹ Quân, ta sẽ tìm cả cô. Hãy mau gỡ để tìm cho tôi đi. Đừng vô. Anh Tượng. Cô đã tỉnh rồi hả? Tại sao anh không vô thăm chị chứ? Em Quân đã từng nói, khi nào mà cô quên đi anh Thường, cô sẽ trở về kiếm anh. Nếu mà cô muốn gặp anh, chắc chắn cô tới tìm anh.
Thật ra chị Quân không có yêu anh hai của em đâu. Trong lúc hôn mê, chị đã gọi tên của anh đó. Gọi tên của anh. Biết không, mỗi lúc mà anh nhìn ra cửa sổ, anh đều tưởng nhớ tới em. Những người ở trong nhà, khi mà họ nhìn thấy cái hoa là sẽ nghĩ đến ai vậy? Bây giờ anh biết rồi. Vì anh cứ biết suốt năm nay, mỗi lúc mà em nhìn ra cửa sổ, em thấy anh thì là mong muốn qua chung với anh. Mỗi khi thấy quỷ hương nấu cơm cho anh ăn, em thiệt mong người đó là em. Nhưng mà giờ nó quá muộn rồi. Anh có nhớ em không? Nhớ. Nhớ chứ. Nhớ kỹ. Lý Quân là như vậy đó. Nếu như em trở thành thiên sứ khủng bố, thì anh phải chính tay giết em. Mỹ Quân! Mỹ Quân! Đừng nha! Chỉ vào mặt tôi cũng vô ích tôi mà. Cô ấy bây giờ giống như là cây cỏ vậy. Tôi là chỉ duy trì tính mạng cho cổ thôi. Hết hết cách cứu rồi. Nói thêm một câu hết cách cứu coi. Có tin là tôi bắn bẻ hay không nè? Hả? Ông có tin hay không? Là chị à? Tôi ở đây vậy? Anh đã bắn nát cái đất của tôi rồi. Anh lại muốn gì đây? Theo tôi. Làm sao mới có thể cứu lại em Quân? Nói đi. Chị nói đi. Anh nói cái gì đây đại ca? Tôi xin anh mà, anh cứ cho tôi chết một cách yên lành đi. Bắn đủ của anh bắn ngày chốc à. Ai cũng biết chị là người biết đủ hết. Thì mau nói cho tôi biết làm sao mà cứu lại em Quân. Chị nói đi. Đóng cửa lại. Nè, có yêu là nói, cũng phải cứu tôi trước chứ. Tôi là người đó mà. Bộ tưởng tôi là ống nước bị cháy sao, máu cháy rào ào kìa. Chị muốn tôi cứu chị hả? Tôi cầm máu cho chị. Bằng cách nào? Cầm bằng ngón tay. Tôi nói. Vậy thì nói đi. Nè. Chị còn không nói tôi cầm máu cho chị nữa bây giờ. Tôi nói cho anh biết, anh đừng khóa tôi nữa nha. Được. Muốn làm cho con Quân chết thì sống lại chỉ có một thứ thôi. Gì? Đó là nước hàng băng thiên trì trong cung yêu quý. Nước hàng băng thiên trị trong siêu thị có bán không vậy? Miệng của anh thú quắc à. Xin ra chút đi. Nước hàng băng có thể khiến cho con Quân chết đi sống lại, nhưng mà không có cách nào hóa giải sức thuốc của thiên sứ khủng bố đâu. Người có thể hóa giải sức thuốc thiên sứ khủng bố chỉ có một người. Ai? Ây nè, người đó là ai vậy? Đâu rồi? Đàn nghe thở của tôi đâu mất rồi? Chắc là tên mất dịch đã lấy đi. Bây giờ làm sao đây? Tôi chết, chị Quân nhận tận nó mất tích rồi. Chắc là đi tìm phu nhân yêu quý chứ gì. Tôi phải đi báo cảnh sát mới được. Phu nhân yêu quý? Phu nhân yêu quý? Phu nhân yêu quý? Khoan đi đã. Thật là to gan, dám xâm nhập vào cung yêu quý hả? Phu nhân yêu quý, tôi muốn gặp bà. Làm ơn kê bà đi. Bộ tưởng là phu nhân của tôi dễ dàng gặp người ta lắm sao? Kê bà giùm tôi đi. Muốn gặp phu nhân thì phải qua tôi trước. Phải cho cô biết tay mới được. Sao bắn dở quá vậy? Là đang nghe thở, chạy mau. Đáng đời mà.
Em thấy sao vậy? Anh đã chính vì người đàn bà này mà bỏ tôi. Tôi đã tìm được người yêu của tôi rồi. Phu nhân à, bà giúp tôi cứu cỏ đi. Cứu nó? Anh tưởng là tôi sẽ làm sao? Anh đã phụ bạc phu nhân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cứu nó đâu. Anh đi về đi. Tôi có chuyện xin bà. Bà chửi tôi sao cũng được, miễn là bà chịu giúp tôi được rồi. Người yêu của anh à? Hãy khiến cái bà kia ra ngoài. Dạ. Đứng lại. Phu nhân, bà đừng có giận cổ nha. Tôi thật tình đã hết cất rồi, cho nên mới trở về đây xin bà thôi. Bà hãy chửi cho cổ đi. Muốn tôi chửi cho cổ à? Được, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Anh hãy ngồi xuống và quỳ tới đây. Có lẽ tôi sẽ suy xét để cứu người đàn bà này giùm cho anh. Quỳ đi. Quỳ. Nhưng cho dù là bà hứa cứu tôi cũng chưa chắc cho bà cứu đâu. Anh là người yêu của tôi, tôi còn chưa nỡ để cho anh quỳ. Sao lại đi quỳ người đàn bà khác? Anh Tần, đừng quỳ nha. Nếu anh không quỳ thì chỉ có con đường chết. Anh Tần, tôi cho anh 6 tiếng đồng hồ để suy xét. Sau 6 tiếng đó, sức thuốc của thiên sứ khủng bố sẽ bộc phát. Tới chừng đó anh có quỳ tôi cũng bằng không thôi. Thưa bà, tới chừng đó bà nhớ nhắc nhở giùm cho tôi. Tôi phải chính mắt nhìn thấy anh Tần mất đi người đàn bà yêu quý của anh. Tôi sẽ không cho bà cơ hội nhìn thấy. Tôi sẽ làm đuôi mắt của bà trước. Thả cổ à? Được, anh năn nỉ tôi đi. Anh năn nỉ tôi, không những tôi thả cổ ra mà còn có thể chữa trị dùng cho cổ nữa. Anh quỳ tới đây năn nỉ tôi đi. Đừng nghe anh Tần. Nếu anh không quỳ thì người yêu của anh chết chắc. Bây giờ bà có thể cứu cô chứ gì? Tôi không cứu. Anh chưa bao giờ bị người ta từ chối chứ gì? Bây giờ tôi cho anh biết cái mùi bị người ta từ chối nó khó chịu tới đâu. Bây giờ anh mới biết bị người ta từ chối nó khó chịu như vậy. Anh không có trách bà đâu, tại vì anh không đúng. Bây giờ chẳng qua là chỉ trả lại công bằng. Hôm kia anh bị bà đừng có ép buộc người ta, thì hôm nay anh cũng không có ép buộc người ta. Nếu bà không có chịu cứu em vậy thì thôi, chúng ta đi về nha.
Chúng tôi không có cách cứu em Quân, nhưng mà tôi có cách cho cô ở lại bên cạnh của tôi mãi mãi. Em có cảm thấy là tối nay ở trong nhà này đặc biệt lãng mạn. Và em cũng cảm thấy căn của đêm này toàn hơn lúc nào hết. Tại sao có chứng nhận để đây vậy? Đúng rồi, còn chứng nhận đính hôn nhỉ? Không biết ai đã để lại. Là là anh. Anh cầu hôn với em. Hãy hứa với anh đi, làm gì vậy? Em khóc cái gì hả? Em thấy cái gì thời gian quá hắn ngủi, không bao lâu nữa em phải xa anh rồi. Lần này anh không cho phép em xa anh nữa. Anh đã mở hết tất cả hơi gà. Anh Trận, chừng đó thì mình cùng chung biển lửa. Anh Tận, trong cuốn từ điển của Ngân Hồ không có hai chữ hạnh phúc đâu. Quỳ Hương, chị Mỹ Quân, chị sao rồi? Tôi đang lo là không có ai tới tham dự lễ cưới của tôi. Anh tới thật là đúng lúc. Hôm nay tôi sẽ giết chết anh coi như là quà cưới của tôi. Chết tới nơi còn muốn làm dữ nữa. Hôm nay ta sẽ cho người chết không nơi chôn xác. Lại là thứ đó nữa. Cũng may là tôi có chuẩn bị. Súp gà vịt lá, bỏ một khôi rồi mới chơi với ngươi. Ra tay. Ây da, chết chắc rồi. Thêm một chiêu thiền sứ khủng bố thì người sẽ chết sớm hơn. Xuất chiêu, để coi sức của người tới đâu. Trúng một lần không khác nào trúng 10 lần, cũng phải chờ 24 tiếng đồng hồ sau mới trở thành thiên sứ khủng bố. Xuất chiêu đi.
Không dám hả? Coi tôi nè. Đang đánh nhau người nó ở trong đó làm gì vậy? Bị kẹt ở trong đó. Bị kẹt ở trong hả? Dứt quay cho coi. Ơi theo dõi người ta. Quay cho người chóng mặt luôn. Thấy chóng mặt rồi có phải không? Thấy rùng nữa hả? Nè. Yeah. What? Đánh chết người. Còn dưỡng nữa. Còn chơi nữa sao? Nè. Nè. Thua rồi đâu cần đập vào tường. Muốn đập bể miếng cái đồ thoát ra hả? Đỡ nè. Đỡ nè. Đừng có hồng. Đừng có hồng. Đừng có hồng. Đứng lại nha. Giúp đỡ chịu hết nổi rồi. Em hết sức rồi. Anh Tần à, mau qua phụ đi anh Tần. Tôi liền ráng chút nha. Ráng lên đi. Thì đang ráng đi nè. Ở đây nè. Bố mũi tiền sứ khủng bố người còn không chết sao? À, Superman cũng có mặt sao? Sao người bay chậm quá vậy? Đâm người. Đâm người nữa. Đã nói là nhanh hơn người mà. Mỹ quân. Em hãy bình tĩnh lại đi Mỹ Quân. Mỹ Quân. Anh Tần à, anh mau đánh lại nó đi, nó không phải Mỹ Quân đâu. Anh Tần. Anh Tần. Mau giết nó đi. Anh xin qua tổng thể của nó thì nó sẽ là nô lệ của anh.
Sao phải đối xử giúp tôi như vậy? Cô đang thuốc giải của tôi rồi. Thiên sứ khủng bố sẽ không làm hại cô nữa đâu. Tại sao phải cứu tôi? Tôi cứu cô là muốn cô biết cái mùi mất đi anh Tần như thế nào. Còn nếu để cho hai người chết đi thì thật là quá dễ dãi với hai người rồi. Cảm ơn bà đã cứu Mỹ Quân. Em dám lừa gạt phu nhân chúng tôi? Bắt họ lại! Chạy đi! Không cần phải rượt theo, cứ để cho họ đi đi. Mấy người tưởng là phu nhân ngu muội như vậy sao? Chẳng qua là muốn họ được tội nguyện thôi. Cho họ tội nguyện, anh Tần cũng trúng độc thiên sứ khủng bố mà. Thực ra thì phu nhân đã bỏ thuốc giải trên mình của Mỹ Quân từ lâu rồi. Anh Tần sẽ không chết đâu. Đây là lần cuối cùng tôi gặp anh Tần và chị Mỹ Quân. Họ không trở lại tìm tôi. Nhưng mà nhiều năm sau, có người cho tôi biết
Họ thấy ảnh chỉ xuất hiện ở trên một ngọn núi tại Tây Tạng. Tôi sẽ không bao giờ quên.